Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Minkho Luxury. Và quay trở lại với video này thì mình sẽ review đến với anh chị em một mẫu Omega Constellation. Và mẫu đồng hồ này sẽ là một mẫu Lady Watch, một cái mẫu đồng hồ dành cho chị em phụ nữ. Và với dòng Constellation thì nó là một dòng đồng hồ huyền thoại của Omega rồi. Đây là một dòng đồng hồ rất là cổ điển. Và anh chị em nhìn cái dáng vỏ này thì chúng ta cũng có thể nào cảm nhận được cái phong cách này rồi. Và đây sẽ là một phiên bản vàng đúc nguyên khối nha anh chị em, một phiên bản rất là sang trọng. Và cái chất liệu vàng này nó sẽ tựa tựa như vàng hồng của Rolex. Và phiên bản này chúng ta sẽ đi kèm với một cái sợi dây da. Và đặc biệt của dây da Omega thì phía đằng sau chúng ta sẽ được lót một lớp cao su non, cho nên sợi dây này nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Nó sẽ chống thấm mồ hôi vô cùng tốt. Và anh chị em có thể xem về dáng vỏ của mẫu đồng hồ này, một cái dáng vỏ sang trọng và đẳng cấp của Omega. Và chị em nhìn trên mặt số thì sẽ thấy phiên bản này cái kim dây nó hơi bị giật đúng không? Thì đây sẽ là điểm đặc trưng của những mẫu đồng hồ chạy bằng pin. Và phiên bản này cũng vậy, nó sẽ là một mẫu đồng hồ chạy bằng pin. Và với những phiên bản đồng hồ quát, đồng hồ pin thì chị em sẽ bớt đi cái phần nào về cái thời gian chúng ta chỉnh lại giờ. Chị em chỉ cần chỉnh giờ một lần cho đến khi nào hết pin mà thôi. Và pin của Omega thì cũng rất là lâu, rất là bền. Nó có thể sử dụng từ 2 đến 3 năm. Và đây cũng là một cái lợi điểm khi mà chị em nào mà không thích chỉnh đồng hồ khi mà nó hết cót. Và đây là một phiên bản rất là sang trọng, cho nên trên mặt số chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 cái cọc số kim cương. Và được Omega deco rất là đẹp. Những viên kim cương nó sẽ không đều nhau, có từ to cho đến nhỏ. Và đặc biệt ở góc 6 giờ thì cái viên kim cương nó đã được thay thế bằng một cửa sổ lịch ngày, rất là hữu ích cho chị em. Nền mặt số của phiên bản này nó sẽ là mặt nâu chocolate. Và nó sẽ có những cái đường vân xoáy như thế này. Đây là một cái điểm đặc trưng của bộ sưu tập Constellation. Đó chính là tâm của những cái đường xoáy này nó sẽ đặt ở vị trí ngôi sao ở đây. Ví dụ là mặt số trái tia thì những cái tâm của trái tia nó cũng bắt đầu từ cái ngôi sao này. Và đằng sau của mỗi đồng hồ này chúng ta sẽ có những cái thông số như là tên đội sưu tập là Constellation này, logo của Omega này, chuyện AU 750 này, chuyện đầu chó và chuyện cân tiểu ly. Vì đây là một cỗ máy pin cho nên Omega sẽ làm một cái lớp đáy kín và được chạm khắc ở trên đây, rất là đẹp. Và size của mẫu đồng hồ này nó sẽ là 34mm nha anh chị em. Và nó sẽ phù hợp với những chị em nào mà có cái sở thích đeo đồng hồ cổ điển một chút. Và cái quan trọng nhất đó là yêu thích cái dáng vỏ của Constellation, một cái dáng vỏ huyền thoại của Omega. Và phiên bản này Minkho Luxury đang giao lưu đến với anh chị em một phiên bản new full set với mức giá là 185 triệu. Nếu như anh chị em có nhu cầu cần giao lưu với Minkho phiên bản này hay là nhiều phiên bản Rolex Desert khác của nữ hay là Haplo thì hãy liên hệ qua số hotline. Phần thông tin chi tiết mình sẽ ghi ở bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.